Câu 3 đây là một câu khó trong đề thi. Câu dùng để nếu mà giải quyết được câu này thì chúng ta có thể kiếm được điểm 10 trong đề thi đây. Thì trong câu 3 người ta cho một cái ma trận A là một ma trận vuông cấp 2015 và có đét A lớn không? Và thêm nữa thì ma trận A nó thỏa mãn đấy là A mũ trừ 1 thì bằng 2A. Và yêu cầu bài toán đấy là chúng ta phải tính cái định thức của cái ma trận A mũ 11 trừ A. Thì xuất phát từ cái hệ thức đề bài giả thiết bài toán cho đấy là A trừ 1 thì bằng 2A. Thì chúng ta nhân vào hai vế của cái hệ thức này ma trận A. Thì chúng ta có A trừ 1 nhân A thì chính bằng 2A nhân A, tức là 2A bình. MA trừ 1 nhân A thì nó chính là bằng ma trận E, nên 2A chính bằng E. Và khi đó thì ta có được A bình thì chính bằng 1 phần 2 nhân ma trận E. Và khi này ta lấy định thức hai vế này thì chúng ta thu được lấy là det. Det của A bình phương thì nó chính là bằng 1 phần 2 mũ 2015 mà nhân det E. Mà chúng ta biết rồi đấy là E là ma trận đơn vị, cho nên là định thức của ma trận E sẽ bằng 0. Thì đây chính là cái công thức mà chúng ta sử dụng, đấy là định thức của ma trận KA thì bằng K mũ N nhân với cả DA, với N nó là cấp của ma trận. Thì 1 phần 2 mũ 2015 là cấp của ma trận A. Thì chúng ta thu được cái định thức của A bình phương thì nó bằng 1 phần 2 tất cả mũ 2015. Như vậy thì DA bình thì bằng 1 phần 2 mũ 2015. Do đó mà DA thì chúng ta tính toán được thì nó chính là bằng căn bậc 2 của 1 phần 2 tất cả mũ 2015. Mà tính toán ra thì chúng ta thu được nó bằng căn 2 mà chia cho 2002 mũ 1008. Bởi vì do là cái đề bài do đề bài có giả thiết đến là DA lớn không, nên chúng ta sẽ lấy phần dương. Bởi vì DA bình bằng cái giá trị này nên là DA sẽ bằng cộng trừ, nhưng mà do là DA dương nên chúng ta lấy cái giá trị dương. Và từ đây thì chúng ta áp dụng vào cái việc chúng ta tính cái định thức của ma trận A. Thì ở đây chúng ta tách chúng ta phân tích cái ma trận A thành tích của A nhân với cả phân tích cái ma trận A mũ 11 trừ A thành tích của A nhân với A mũ 10 trừ đi ma trận đơn vị E. Và ta tách ra thì nó thành det A mà nhân với det của A mũ 10 trừ E, và A mũ 10 tách thành A mũ 5 nhân A mũ 5. Nhưng mà do cái biến đổi ở trên thì do cái tính chất ở trên mà đề bài cho đấy là A trừ 1 thì bằng 2A. A trừ 1 thì bằng 2A. Nên A lúc này nó chính là bằng ma trận A thì chính bằng 1 phần 2 nhân với ma trận A mũ trừ 1. Vậy chúng ta thay cái A mũ 5, 1 A mũ 5 thì thành A mũ trừ 1 tất cả mũ 5 và nhân với cả cái 1 phần 2 mũ 5 ở bên ngoài. Tức là ở đây chúng ta thay cái A thì bằng 1 phần 2 nhân với cả A mũ trừ 1 vào. Hay khi này thì chúng ta có được A mũ 5 nó chính là bằng 1 phần 2 tất cả mũ 5 và nhân với cả A trừ 1 và tất cả mũ 5. Thì chúng ta thu được cái giá trị ở đây. Sau khi chúng ta biến đổi thì chúng ta có được nó bằng det A mà nhân với det của 1 phần 2 mũ 5. Chúng ta thấy là A mũ trừ 1 nhân A thì bằng E rồi. Mũ 5 nên thì cũng bằng E. Cho nên là khi đó thì chúng ta nhóm cái này lại thì chúng ta thấy là nó bằng det của 1 phần 2 mũ 5 mà trừ 1 mà nhân E. Thì từ đây ta lại áp dụng cái công thức về tính cái định thức K ở trên. Thì chúng ta thu được đấy là det của cái 1 phần 2 mũ 5 trừ 1 tất cả nhân với E này thì nó bằng 1 phần 2 mũ 5 trừ 1 tất cả mũ 2015 mà nhân với cả det của E. Vậy kết quả chúng ta thu được ở đây nó chính là bằng căn 2 tất cả tất cả chia cho 2002 mũ 1008 mà nhân với cả 1 phần 2 mũ 5 trừ 1 tất cả mũ 215.